Chào mừng quý vị bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 25 tháng 3 và rạng sáng ngày 26 tháng 3 sẽ ra các trận đấu của vòng loại World Cup khu vực châu Âu ở lượt trận đầu tiên. Vào lúc 0 giờ ngày 26 tháng 3, Bulgaria sẽ gặp Thụy Sĩ. Cũng vào lúc 0 giờ, Israel sẽ gặp Đan Mạch. Vào lúc 2 giờ 45, Tây Ban Nha sẽ gặp Hy Lạp. Thụy Điển cũng sẽ ra trận, Italia đối đầu với Bắc Ireland. Ngoài ra có một số trận đấu khác như Anh đối đầu với San Marino, Hungary gặp Ba Lan, Đức gặp Ireland. Sau đây là lịch thi đấu chi tiết của ngày hôm nay.